chào quý vị và các bạn đến với chương trình Đồng hành Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải. Và thưa quý vị, như vậy là sau 19 chặng đua thì các tay đua đã về đến hội trường Dinh Thống Nhất thành công, và đây cũng là số đồng hành cuối cùng của cuộc đua năm nay. Xin cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thảo Mộc Dr. Thanh là nhãn hàng tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, 19 chặng đua với 2.000 km chạy dọc theo chiều dài của đất nước đã kết thúc, và cuộc chơi nào cũng có kẻ chiến thắng, người thất bại. Và mở đầu chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng điểm lại những người đã đứng trên bục cao nhất để giành danh hiệu của cuộc đua năm nay. Ngay trong mùa giải đầu tiên về đầu quân cho Thành phố Hồ Chí Minh từ Đồng Tháp, Nguyễn Trường Tài đã giành danh hiệu cá nhân cao quý nhất của xe đạp đường trường Việt Nam, áo vàng chung cuộc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 51 giờ 40 phút 1 giây. Đó là chiến thắng của cả tập thể hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh và những tính toán chiến thuật hợp lý của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt. Chưa vội bung sức ở nửa đầu mùa giải, đến chặng đua đồng đội tính giờ ở Nha Trang với thế mạnh vượt trội hơn hẳn nhờ đội hình đồng đều và trang bị hiện đại, Thành phố Hồ Chí Minh đã giành được áo vàng từ tay đua trẻ Nguyễn Minh Việt của BTV Bình Dương. Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt đã tính toán hợp lý khi để Nguyễn Trường Tài giữ áo vàng và các đồng đội là những tay đua hàng đầu Việt Nam hiện tại như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn thừa sức bảo vệ chiếc áo vàng đến chung cuộc. Tài đạt được cái áo vàng này là thể hiện một cái tình đồng đội, tình đoàn kết của rất là mạnh của anh em đội VFS Hồ Chí Minh. Đặc biệt là Tài xin cảm ơn đội trưởng Mai Nguyễn Hưng là người đã đầu tàu, đã dắt giúp đỡ Tài rất là nhiều trong suốt các quãng đường từ khi Tài gia nhập đội Thành phố Hồ Chí Minh. Áo xanh không ngoài dự đoán của giới chuyên môn đã thuộc về tay đua Lê Văn Duẩn của VFS Thành phố Hồ Chí Minh, tay đua được xem là vua nước rút của Việt Nam thời điểm hiện tại. Dù trong 7 chặng đầu Lê Văn Duẩn chưa một lần thắng chặng và có lúc xếp hạng 13 trên bảng điểm áo xanh, nhưng trong giới chuyên môn chưa ai từng nghi ngờ về khả năng của Lê Văn Duẩn bởi tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh có sự hỗ trợ quá hùng mạnh của các đồng đội. Giành áo xanh sau khi thắng chặng 8 đua ski vòng Tràng Tiền Phú Xuân thành phố Huế, không tay đua nào đủ sức chạm vào chiếc áo xanh của Lê Văn Duẩn cho đến chặng cuối cùng. Em không may về đến Tuy Hòa là em bị sốt, cho đến các chặng hôm nay em sốt liên tục. Vậy em mình cảm thấy mình không còn nhiều sức lực như hồi trước nữa, thì em chỉ biết là cố gắng thi đấu thôi. Khoảng cách 9 điểm thì cũng không tự tin lắm, khi mình chưa cán được đích đến thì mình chưa nói được gì hết. Nhưng mà ban huấn luyện đã chọn giải pháp an toàn để cho em được mặc chiếc áo xanh hôm nay. Áo chấm đỏ thuộc về Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domesco Đồng Tháp. Dù luôn chịu sự tranh chấp của Trần Lê Minh Tuấn từ ekip quân khu 7 cho đến ngọn đèo cuối cùng, đèo Phú Hiệp chặn áp chót từ Đà Lạt về Bảo Lộc, nhưng với sự hỗ trợ của các đồng đội, đặc biệt là tay leo núi số 1 Việt Nam Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài đã bảo vệ thành công danh hiệu áo chấm đỏ dành cho vua leo núi. Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Giang của hạt Ngọc Trời An Giang với vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, chỉ đứng sau áo vàng Nguyễn Trường Tài và tay đua tranh chấp áo vàng Hồ Văn Phúc. Lần đầu tiên sau 17 năm, An Giang giành chiếc cúp đồng đội với tổng thời gian 152 giờ 56 phút 49 giây. Hạng nhì đồng đội thuộc về quân khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp hạng 3. Xin chúc mừng đội gạo hạt Ngọc Trời An Giang, xin chúc mừng Dược Domesco Đồng Tháp và quân khu 7 đã giành được 3 thứ hạng cao nhất. Vâng thưa quý vị, như vậy là cuộc hành trình xuyên Việt, chặng đường thiên lý từ Bắc chí Nam của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải đã chính thức kết thúc, và các danh hiệu cũng đã có những cái chủ nhân xứng đáng. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các quý vị khán giả, những người yêu thích xe đạp đã dành cho cuộc đua, dành cho tất cả các thành viên trong đoàn đua chúng tôi những tình cảm rất là nồng ấm ở các địa phương mà đoàn đua đã đi qua. Và trong phần cuối của chương trình kỳ này, thay cho lời kết, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những hình ảnh, những video, những khoảnh khắc rất là hấp dẫn và ấn tượng của cuộc đua năm nay. Đó là lời kết của chúng tôi gửi đến quý vị khán giả. Xin cảm ơn Tôn Hoa Sen là nhà tài trợ chính của chương trình và Trà Thảo Mộc Dr. Thanh là nhãn hàng tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Đồng hành Cúp Truyền hình suốt thời gian qua. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình năm tới. Chuyên nghiệp, quy mô, ý nghĩa. Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015 non sông liền một giải, vinh dự nằm trong chương trình lễ quốc gia kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. bước sang tuổi thứ 27, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua ý nghĩa của một hoạt động thể thao đơn thuần, trở thành một hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng của đất nước vào những ngày tháng 4 lịch sử. 27 năm, gần 1/3 đời người, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang trong mình nhiều ký ức đẹp về sự phát triển của đất nước, của xe đạp thể thao Việt Nam khi góp phần tạo nên bệ phóng tài năng cho các vận động viên qua nhiều thế hệ. Có mặt trong đoàn đua Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải năm nay, các thành viên đoàn đua hiểu thêm nhiều ý nghĩa khi dọc theo lộ trình, các tay đua, khán giả truyền hình có cơ hội cảm nhận những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc, chứng kiến sự đổi thay đáng kinh ngạc của nhiều vùng đất thân thương của Tổ quốc. So với hành trình xuyên Việt lần đầu tiên của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1993, cuộc đua năm nay thật khác. Xuất phát từ thủ đô Hà Nội, cuộc đua đi qua nhiều tỉnh thành từ Bắc chí Nam trên những con đường đẹp, rộng lớn. Mọi thứ đều trở nên khang trang, bề thế hơn với tốc độ phát triển vượt bậc. Kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lần đầu tiên Cúp Truyền hình tổ chức vòng đua ski ngay tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân quê hương Bác. Riêng với các vận động viên thì chặng đua này thật sự là một cảm xúc khó quên trong cuộc đời. Con ở thành phố Hồ Chí Minh được đua tại cái quảng trường đây, giống như là ký ức, giống như là Bác đang hiện diện và sống tại nơi đây. Đây một điều có thể nói là mang đến rất nhiều ý nghĩa lịch sử cũng như là đem lại niềm vinh hạnh cho các tay đua cũng như cả đoàn đua. Đến với Quảng Bình, quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đua Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp bày tỏ lòng thành kính, dâng lên mộ Đại tướng vòng hoa thương nhớ và luôn ghi nhớ câu nói của Đại tướng: thi đấu với tinh thần thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Đi để cảm nhận và tri ân, 300 thành viên đoàn đua đã kính cẩn đặt hoa dâng hương trước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của gần 10.000 các anh hùng liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ. Gợi nhớ về một thời hoa lửa của đất nước, về biết bao máu xương của cả dân tộc cho ngày toàn thắng hôm nay. Tụi em đến đây viếng mộ và thắp nhang cho tượng đài liệt sĩ thì tụi em thấy đây cũng là một mục đích rất là hay, tại vì năm nay là nằm trong kế hoạch là 40 năm giải phóng thống nhất đất nước, nên mà tụi em được đi tới những nơi mà những liệt sĩ đã hy sinh vì một tổ quốc của mình. Theo lộ trình của mình, Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa khán giả đến với những địa danh đẹp của đất nước. Đầy Huế thương với vòng đua Trường Tiền Phú Xuân Hoài Cổ. Đây Nha Trang, thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Và đây nữa, vòng Hồ Xuân Hương Đà Lạt vẫn mộng mơ và nồng ấm như thế. Thêm tuổi, thêm trưởng thành, Cúp Truyền hình năm nay chứng kiến sự vươn mình của một thế hệ vận động viên trẻ. 15, 16, 17 tuổi, các em đã có cơ hội trải nghiệm thử thách của một cuộc đua lớn nhất trong đời. Được phấn đấu, được tìm hiểu lịch sử, tất cả sẽ là hành trang giúp các em trưởng thành hơn trong cuộc sống. Ở tuổi 27, Cúp Truyền hình tiếp tục đong đầy thêm những ký ức đẹp, những trải nghiệm thú vị qua 19 chặng đường, cùng phát triển trong sự đi lên của đất nước nói chung và 40 năm giải phóng và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Và thời khắc 11:30 ngày 30 tháng 4 lịch sử sẽ mãi là dấu ấn cuối cùng của đoàn đua Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải, bởi chiến thắng của những tay đua xuất sắc nhất sẽ được khán giả tôn vinh, chân tình và đong đầy cảm xúc trong suốt 27 năm qua.